Hello anh em nha. Hôm nay là mình có một cái câu chuyện nó rất là buồn luôn anh em ạ. Mình cũng không thể ngờ luôn là mình lại thua anh em nha. Câu chuyện thì nó như thế này anh em ạ. Đấy, mình sẽ cho anh em xem bảng xếp hạng của mình nha. À hôm nay ấy, mà mình có giúp 43 củ anh em ạ. Có nghĩa là như này nha. Có nghĩa là mình chơi gần lem 200 củ nha. Mà mình có giúp 43 củ rồi mà vẫn còn số tiền này trong tài khoản anh em ạ. Mà mình ngứa tay quá thì mình lại vào siêu xe anh em ạ. Mình cũng không ngờ luôn anh em nhá, mình cực kỳ là mình hôm nay là mình chơi nhỏ thôi anh em ạ. Mỗi ván là mình cũng chỉ chân mình cũng chỉ vào năm tần 5-6 củ thôi. Mà mình không thể ngờ nữa là mình không ăn ván đầu cả anh em ạ. Mình chơi hình như là gần 10 ván anh em nhá. Mà cái kép thì mình thua 128 củ anh em ạ. Không thể ngờ luôn anh em nhá. Và mình đây là số vốn cuối cùng mà mình còn trong ngân hàng phụ của mình anh em ạ. Mình cũng không biết là bây giờ là mình còn gỡ được không anh em nhá. Chán quá anh em ơi. Không thể ngờ là mình có thắng được hay không anh em ạ. Cũng không chắc chắn đâu anh em nhá. Rồi. Cố gắng anh em nhá. Phải đỏ nhá. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Rồi nhá, ok. Mình cũng hy vọng là mình sẽ không đem anh em ạ. Mình rất là chắc chắn luôn nhá. Phải thắng nhá, phải thắng nhá, phải thắng nhá. Phải thắng, phải thắng, phải thắng, phải thắng. Ui rồi. Mẹ trợt anh em ơi. Đen rồi. Chết mã rồi anh em ơi. Ôi rồi thế thua là lại thua tiếc nè anh em à. Như thế thì ôi hôm nay là mình lại thành nợ luôn rồi thật à. Chết mẹ rồi. Ui. Thế là hôm nay là mình đi thật rồi à. Anh em chờ nhá. Mình sẽ cố gắng chờ sau 30 phút mình sẽ vào lại nhá. Rồi ok anh em nhá. À, khoản tiền này là mình nạp từ cái ngân hàng chính của mình vào rồi anh em ạ. Mình cũng không chắc chắn rồi anh em ạ. Bình tĩnh lại anh em nha. Rồi. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. 1 2 3 4. Ok nhá. Rồi. Hôm nay là hy vọng là mình không đem nhá. Phải đỏ anh em ơi. Ui. Mảng lắc à. Hay nó như thế nào đây. Ôi dồi. Hay là không có ai cược mà nó như thế này đây. Ui. Ô thế phần kia mình không ăn à? Ui giời. Nó mày làm gì ấy nhỉ? Ui, ui giời ơi, 20 củ rồi anh em ơi. Sao tự dưng ván kia nó lại tự nhiên qua nhỉ? Ô. Không thể ngờ luôn anh em ạ. Lý do là thế nào ấy nhỉ? 223 củ anh em ạ. Nói chung là hôm nay là mình phải chơi lem tần gần 400 củ thì mình mới gỡ được anh em ạ. Mình cũng không biết là mình có gỡ được không anh em ạ. Cố thôi anh em nhá, hôm nay là mình sẽ cố gắng anh em ạ, cố gắng nhá. Hôm nay là mình sẽ dùng hết những cách kiếm tiền của mình để chơi. Để xem là mình có ăn được không anh em nhá. 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2. Ok nhá. Không được đem anh em ạ, phải đỏ nhá. À mình sẽ lật bài bên này nữa anh em nhá. Rồi, mình hy vọng là mình lật bài bên này là nó sẽ làm nhiều game anh em ạ. Đấy, nó sẽ không soi được mình anh em nhá. Rồi, ok. Ôi, xem nào. Ui giời ơi. Mẹ đi bún cửa luôn anh em ạ.
Cay thiệt đấy anh em nhờ. Cay thiệt đấy. Mình cứ tưởng là ván kia mình am rồi mà mình lại thua anh em ạ. Chán quá anh em ạ, không biết là mình còn gỡ được không anh em nhá. Bình tĩnh lại anh em nhá, bình tĩnh lại, không được vội vàng đâu. Ui giời. Lại bị nó soi à, sao mà nó đi năm cửa. Ui giời. Mẹ cay thế nhở. Cay thế anh em nhỉ. Mẹ lần này là tôi chơi liều mạng luôn, xem nào, đi cụ mẹ thật. Lần này ăn luôn nhá, ăn nhá. Mẹ kiếp thật anh em ơi. Ui giời ơi. Thế là hôm nay là thành nợ thật rồi anh em ạ. Hôm nay là thành nợ thật rồi anh em ạ. Rồi, đừng buồn anh em ạ. Nhưng hy vọng cuối cùng của mình anh em nhá. Ui giời ơi, nó vẫn đi qua rồi. Ui giời. Mẹ lại ra cửa này rồi. Chán quá anh em nhỉ. Thôi anh em ạ. Đặt hết niềm tin vào một cửa anh em nhá. Rồi. ALL luôn rồi anh em nhá. Đỏ nha, không được đem anh em ơi. Chết má rồi, hôm nay là mình ân 4 trang củ thật à. Rồi, anh em chờ nhá, mình sẽ vào lại anh em ơi. Rồi ok nhá. Sau 1 giờ đồng hồ thì mình sẽ lại vào thôi anh em ạ. Rồi nhá, khó phết anh em ạ, chứ đùa ở đâu. Bây giờ thì không biết làm cách nào anh em ạ. Lại đi cửa 3 rồi anh em ơi. Rồi nha. Không được đem anh em nhá, phải đỏ anh em ơi. Rồi nha. Phải đỏ nha, không được đem anh em ạ. Phải đỏ nha. Ui giời ơi. Đồ mẹ thật anh em ạ, đã đi hai cửa ngam. Mẹ cực tiết xem nào. Thua thì là lầm thua đi, thắng thì là lầm thắng đi anh em ạ. Chán thật sự luôn anh em nhá. Hôm nay là mình ăn xin thật rồi anh em ạ. Ui giời ơi. Mới ăn một cửa anh em nhá. Rồi. 257 rồi anh em nhá. Rồi mình sẽ chạy luôn cái xích body nhá. Rồi mình sẽ vào lại vào siêu xe thôi anh em ạ. Đặt hết niềm tin vào một cửa anh em nhá. Rồi, chắc chắn là hai cổ ngoài sẽ ăn một cửa anh em ạ. Rồi nhá. Rồi ok. Úp, không đều nhau rồi. Một cửa là 30 củ, một cửa là 20 củ anh em ơi. Rồi nhá, không sao anh em ơi. Tự tìm nhá, không soi tôi nữa nhá, cho tôi ăn đi để tôi còn nghỉ. Ui giời ơi. Lại về cửa 20 củ rồi. Thế là chỉ có 100M thôi anh em ơi. 304M nhá. Rồi. Một hai ba, một hai ba. Một hai, một hai. Ok nhá. Không được đem anh em nhá. Phải đỏ anh em ạ. Đỏ nhá. Mày cự này mà nó sẽ đi ra lại nó cứ ra nhỉ. Mẹ mẹ 32% mà nó vẫn ra anh em nhỉ. Cay thế nhỉ anh em nhỉ. Ui, lại cực tiết anh em nhá. Rồi. Cực tiết anh em nhá. Cãi quá rồi anh em ạ.
Ui giời ơi. Ô thế hôm nay là mình lại thua à? Điệp cụ mẹ thật nhỉ. Mày ăn đi để tôi còn nghỉ. Ăn đi để mình còn nghỉ. Ui giời ơi. Mày kết thật nhờ. Cay quá rồi đấy anh em nhá. Bây giờ phải làm sao đây anh em ạ? Ui rồi, ăn rồi anh em ơi. 348 củ nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ cố gắng một ván nữa là mình sẽ chạy luôn đi anh em nhá. Rồi. Mình nghĩ là mình cược ván này xong là mình sẽ chạy chạy đi anh em ạ. Ui giời ơi, đỏ rồi anh em ơi. như thế chưa anh em. Rồi, 542 nhá. Rồi. Ok anh em ơi. Anh em sẽ chờ mình thoát ra vòng lại xem là mình đã thắng rồi hay không nhá anh em nhá. Rồi, anh em sẽ cực mình xem là mình đã gỡ thành công chưa nhá. Ui má, nó vẫn còn 55 củ cơ anh em ạ. Ui chán thế nhờ. Rồi, cố gắng nhá. Phải gỡ được anh em ạ. Phải gỡ được nhá. Rồi nha, phải gỡ được anh em ạ. Tự tìm nha. 123, 123, 123. 123. Ok nha. Rồi. Phải gỡ được anh em ạ. Không được là không không chạy đi anh em nhá. Không đem nhá anh em nhá, phải đỏ nhá. Ok anh em ơi, ăn rồi nhá. Rồi, thế cũng được rồi anh em ạ. Rồi, 75 nha. Rồi, 123, 123, 123. 12. Ok nhá. Rồi, ván này xong là mình sẽ nghỉ luôn. Anh em ạ, à, nghỉ luôn nhá. Rồi, hôm nay là khá là kinh khủng luôn anh em ạ. Ui rồi, đỏ rồi anh em ơi. Rồi, rất là chúc mừng những cái gì mà đã đến với tôi anh em nhá. Rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên và cũng coi là ngày lần cuối cùng luôn trong đời của mình anh em ạ. Và mình sẽ không bao giờ cố nữa anh em nhá. Rồi mình sẽ nghỉ luôn ở đây anh em nhá. Ngày mai ngày kia mình sẽ rút số tiền này cho anh em xem nhá. Ok.